Mẹ ơi, ra đây mẹ Ơi, đợi mẹ hái rau xong mẹ ra nhá. Thì rau đã dạ mẹ xỏ giày xong thu dậy mẹ chưa đi nhé. Vâng. Mẹ mượn giày của chị Ánh. Giày chị Ánh phải tháo hết rơi ra. Vậy thôi. Mẹ ngồi đi. Mẹ con ngồi bên. Đợi mẹ. Ở đâu? Không biết. Người ta chỉ quay của dưới đất thôi. Hình tròn. Tôi gọi là trái đất 1.000 năm sau. Ok rồi, giờ tập đứng dậy nào. Đứng dậy như nào? Đứng dậy. Chống tay đầu gối đứng dậy à? Chống tay này à? Vâng. Ôi trời. Mẹ có đứng không? Ok. Xong tập đi à? Bước vào đầu rồi. Tập đi. Mẹ chưa biết đi đâu, mẹ phải đi ở trong này trước đã. Mẹ tập như con thôi. Chân phải này là quay đúng không? Vâng. Ồ, mẹ đeo ngược, ngược rồi. Ngược đâu, đúng rồi. Ngã là quỳ gối xuống đúng không? Đúng. Thế đúng không? Đúng, đúng. Con đang ngồi này thì con đứng lên như thế nào? Ê trời ơi, dây của chị Ánh đâu mất một cái bánh rồi anh ơi. À, vừa rơi tức thì đi thật là mẹ đi mẹ tháo ra lắp bánh lên. À, thỉnh thoảng phải vặn lại con ốc mà chị Ánh lâu ngày chị Ánh chả vặn lại ốc gì cả. Thế mà mẹ không biết. Mẹ quên, hồi xưa mẹ biết tập rồi mà. Lại rơi mất đi. Đấy rồi. Hồi trước mẹ biết tập mà. Rơi mất cái. Mẹ ơi. Hồi xưa mẹ biết rồi. Nhưng lâu ngày mẹ không đi thì mẹ này sợ. Nhưng mà chị Ánh nghĩ rơi mất một con ốc ở đây rồi. Thì tháo ốc cái này nha. Thì chỉ có cứ tập đi mẹ đi. Tìm ốc đã. À! Ok.
mũ nào. Đội không nắng. Ốc dự phòng là gì? Là cái con ốc dự phòng. Con nhẹ không? Nhẹ. Mấy ta cho thêm vào cái hộp giấy để khi mình mất ốc thì mình lấy hai cái lục giác này, này. Một bên giữ và một bên bạn này. Đấy, đi giày này lâu lâu thì mình phải vặn lại mấy cái con ốc này cho nó lỏng ra thì vặn lại thì nó không rơi mất. Chỉ có một ốc dự phòng thôi. Nếu mà mình không để rơi mất thì hỏng mất giấy luôn á. Mẹ bảo con này, nếu mà con thì mất hết cái ốc này hả? Lâu ngày mẹ quên mẹ không đi vặn cho chị Ánh nè. Thế không may mà chỉ mất một con ốc thôi thì nó có cái con dự phòng này. Nhưng mà nếu con mà có cái dự phòng thì mẹ không có để nắp vào. Nếu mà con có cái dự phòng không à? Con có. Con biết mẹ để chỗ nào, mẹ chỉ tìm thấy. Cái giày mà thụt đấy thụt ra là mấy nghìn ấy. À đứng dậy không mẹ ngã một người đấy. Con có cái bảo vệ gối không để mất. Trời, dùng một cái thì chị Ánh thì hai màu vẫn được nhưng nó không đồng bộ thôi. Thôi mẹ đứng dậy đi. Mẹ thử đi ra ngoài xem mà không ngã không. Khi nào mẹ thử đi ra ngoài xem ngã không nhé. Phanh nè, phanh bằng chân phải đúng không? Đúng. Nè. Mẹ cứ đi dần dần. Má là quỳ bằng đầu gối đúng không? Đúng, lúc nào cũng dạy mẹ rồi đây. Hả? Lúc nào cũng dạy mẹ rồi đây. Mẹ học bài cho thuộc bài. Đứng đi, chân để hình chữ V. Có không? Nhìn nè. Đi thì hai chân không chạm vào nhau, đúng không? Đúng. Ngã thì quỳ đầu gối xuống trước, chống tay xuống sau. Mẹ đi ra ngoài xin mẹ ngã không nhá? Ngã thì... Con thử đi ra ngoài xin. Đấy. Mẹ cứ sạ hai chân ra, nếu mà đi thì mẹ con đi. Nếu mà nó trượt thì mẹ cứ giẫm chân này. Nếu mà nhìn con đây này. Mình đi trong để nó như này nhưng mình đi ra ngoài nó trơn lắm. Nếu mà lần mẹ cứ dẫn chân này. Mẹ, nếu mà lệch thì mẹ cứ dẫn chân thôi. Cứ bước đi à? Không. Nếu mà mẹ cứ đi, mẹ dẫm chân thôi. Yeah. Đấy, giống như con đây này. Nhìn đây này. Tránh xa mẹ ra, không mẹ ngã một người nha. Trước tiên mẹ đứng thẳng. Dậy đã. Trước tiên nha, mẹ đứng thẳng.
Mẹ đứng thẳng không đi gì. Vào đây mà đứng thẳng. Con đẩy với ai ngã vậy? Nhìn con đứng thẳng nha. Ừ, đứng thẳng hai chân. Đứng thẳng rồi, hai chân không chạm vào nhau, đứng hình chữ V. Đây xong. Hai chân cách ra chứ không phải dạng như thế đâu. Giỏi. Thế mẹ mới bảo con dạy mẹ. Mẹ chỉ hỏng lý thuyết. Thế lại hôm trước mẹ đã tập đi rồi. Hôm trước mẹ tập mấy thì mà vẫn chưa biết đi. Con mà thế. Đứng ở trong cái thảm này thì nó không chạy rồi. Ok. Nhưng mà ra ngoài kia. Mẹ đứng thẳng, sáng hai chân ra. Đứng thẳng, dạng cái chân ra. Hai chân bằng vai, hình chữ V. Không chữ, không đi. Sao người đi? Không bước ra khỏi thảm. Bước ra khỏi thảm, đang ngã vỡ mồm. Khoan. Hả? Sao cái bánh này một lửa không? Đây cái bánh này nhiều mà bánh này không? Nó phát sáng. Bánh đằng trước nó phát sáng. Sao bánh đằng trước con không phát sáng? Không mà, nó hỏng hoặc là buổi tối nó mới phát sáng. Chắc cái giày của con hỏng rồi. Hai chân bằng vai, hình chữ V. Không chạm vào nhau. Sao người đi? Nhưng mà ra khỏi thảm là ngã. Mẹ đi ra ngoài ấy. Đấy, mẹ cũng dần dần biết đi rồi đấy. Dần dần biết đi đó. Thôi mẹ tập trong thảm đi. Thôi mẹ cứ tập ngoài đấy đi. Mi ra, mi ra. Mẹ vẫn chưa biết cách dừng lại cả. Mẹ vẫn chưa biết cách dừng lại cả. Mày này. Mẹ lúc đấy mẹ cuống, mẹ không nhớ đến gì. Đây. Hai tay bằng cái này. Sau đó. Ok rồi. Hai chân rộng vai hình chữ V đây rồi. Mẹ cứ bước đi vào vùng tay thôi. Thế à? Cứ bước đi vào vùng tay. Ừ. Bước đi vào vùng tay trong sảm là ok rồi. Nhưng bước đi ở ngoài nó khiếp lắm. Khi ở ngoài nó trơn lắm. Thôi, thế mẹ đừng đi ra ngoài nữa. Thế thì đến bao giờ mới biết đi? Mẹ cứ đập chân thảm ấy thôi. À, giống như con biết đi luôn. Mẹ đi ra, đi ra. May là con biết phanh lại đấy. Mẹ dắt tay mẹ thôi. Cứ đi đại đi, sợ gì. Cứu tôi Tài ơi, chết tôi Tài ơi. Dầm mông chứ. Dầm bốn mông rồi. Dầm phải dầm mông thì mới biết đi chứ. Thì nó mới lớn được. Cường dầm mông đau. Lớn sao được. Mẹ hồi trước mẹ cũng bận như thế rồi mà. Ngã nhớ quỳ gối nha, dập mông cho mẹ là đau lắm. Chỗ này hơi
hơi lắng. Lắng à? Thôi nghỉ đã. Nghỉ á? Mẹ cứ đi đi, con nghỉ đã. Ui giời, chỗ này cũng trơn vã. Mẹ bám vào hàng rào cũng được. Đang bám đi. Hàng rào không phải tường. Ui ơi mẹ. Ui đúng nắng. Lấy mũ ra chứ. Mẹ à. Không thấy con ông tập đi ở đây xong vẫn biết đi luôn. Đúng. Ôi mệt vãi. Quá mệt. Mệt thì mẹ ngồi đây chứ. Đỡ lắm. Mẹ ơi. Mẹ ơi, ơi. Đừng có gọi trong khi mẹ đang tập. Mẹ ngồi đây. Tập trung thì mẹ ngã vỡ nít ý. Ngồi đây đi con bảo. Hả? Khi nào mẹ tập được thì con mới cho mẹ đi khám gồm lấy. Mà không bố tập bố mày chửi bây giờ. Chưa nấu cơm. Không. Đi trong thảm này mẹ ok này. Khi nào mẹ cắm cơm xong đi ra đây chơi với con nhé. Thế không có mẹ thì không tập à? Không. Thế con tập đi xong rồi mẹ ngồi đây mẹ nhặt rau nhá. Ừ. Ôi trời ơi, con phải nhặt rau nấu cơm nè. Nhặt rau xong mẹ mang được rau lại về. Thế nhặt rau cho mẹ đi. Cấu cái dễ nó đi. Đây con lá khô không ăn. Lá già rồi không ăn à? Dễ đây này. Lấy phần lá ngon non này sạch này không ủng này còn cái dễ mình nào ủng này rất đi xem mẹ nấu canh ngao cho mình nhé. Và canh ngao nấu dọc cả này chứ chim nó hẹ anh. Ui giời ơi nhìn nó sâu nấu có bắt đi dầu. Cái gì giật mình nhá. Đậu có dâu là sâu sạch. Đậu có sâu là rau sạch. Mẹ nó không có sâu cho mẹ. Con để đây. Con đi đâu? Nhặt xong rồi con đây mẹ về mẹ nấu canh nha. Vâng, có trâu có sâu lại cho. Có sâu yêu của... À nó đi nghỉa. Đúng. Nó ăn nó đau thì nó nghỉa. Nó cực xanh. Này con ơi. Mẹ rán này, trứng chiên nái hẹ này, canh ngao nữa. Đi rửa tay đi rồi vào ăn nào. Vâng.